Vẩy ốc bạn ơi, đợt này các cây vẩy ốc, cây thay hay còn gọi là cây thằn lằn bò nhà mình nó rất là dài luôn. Đó, dài và dày cây ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây vẩy ốc nha thì vui lòng alo thật sớm ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhá. Lứa vẩy ốc đợt này rất là đẹp ạ, số lượng thì bạt ngàn luôn. Ngoài vẩy ốc thì nhà mình còn có rất nhiều các loại cây khác, ví dụ như là cây lan gạch chỉ này, hoặc là dương sỉ này, hoặc là cây vàng anh là lớn, vàng anh là kim nhé, lá mít ạ, cô tầm lá mít loại bầu to, rất nhiều các loại cây khác. Các bạn có nhu cầu thì mua ủng hộ hàng giúp nhà mình nhá.